tấn công mãn nhãn nhưng Tây Ban Nha chỉ có thể hạ gục tuyển Ý với tỷ số 1-0 bằng bàn phản lưới nhà của Calafiori. Tây Ban Nha chính thức giành vé vào vòng 1/8 Euro 2024 sau 2 lượt trận. Bước vào trận đấu ở bảng B Euro 2024, Tây Ban Nha và Ý đều hiểu rằng chỉ cần thắng ở lượt trận thứ hai này thì sẽ vào vòng 1/8. Chính vì thế, cả Ý và Tây Ban Nha đều sẵn sàng chơi tấn công tổng lực để kết liễu đối phương sớm. Tôi cảm thấy như chúng tôi đã chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu, đó là một trận đấu tuyệt vời để xem. Một trận đấu khá nhàm chán, tôi đã mong đợi sẽ có nhiều màn di chuyển của các cầu thủ hơn một chút. Nhưng bóng đá là bóng đá, bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì. Nhưng bạn biết đấy, cuối cùng tôi rất vui vì Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Nhiều phút giữa hiệp 1 chứng kiến Tây Ban Nha ép sân với sự cơ động và tốc độ của Nico Williams bên hành lang cánh. Tuyển Ý rất khó khăn ngăn cản các pha leo biên của cầu thủ trẻ này. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Tây Ban Nha hơn 60%, tung ra 7 cú sút hướng về khung thành tuyển Ý. Trong khi đó, tuyển Ý chưa thể tung ra cú sút nào. Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về Tây Ban Nha. Trước lối chơi phối hợp ngắn và tấn công biên, tuyển Ý chỉ biết co cụm phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Tôi nghĩ trận đấu kém, tôi nghĩ họ đã cầu thả, không thể kiểm soát bóng. Chúng tôi đã thắng 3 năm trước. Tuy nhiên, đội này không được xây dựng để vô địch Euro năm nay. Nhưng để tiếp tục thi đấu với đội này, nếu đá phản lưới nhà, tỷ số có thể là 0-0. Nghe này, tôi tự hào vì họ. Họ còn trẻ, họ đang chiến đấu, phải không? Chúng tôi có thể yêu cầu điều gì? Hiệp 2 họ chơi tốt hơn, chúng tôi suýt có bàn thắng. Công bằng mà nói thì tỷ số chỉ là 1-0 nên chúng tôi không có quyền kêu ca ở đây. Càng về cuối trận, Tây Ban Nha càng tạo ra nhiều cơ hội. Trong khi đó, tuyển Ý vẫn loay hoay đi tìm phương án tấn công. Dù gia tăng thêm tiền đạo trên hàng công, nhưng đội bóng áo trắng vẫn không thể tạo ra sóng gió trước khung thành của Unai Simon. Qua đó, chấp nhận thua 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B. Như vậy, với 6 điểm sau 2 trận, Tây Ban Nha chính thức theo chân chủ nhà Đức, giành vé vào vòng 1/8 Euro. Ở bảng này, Ý đang có 3 điểm, còn Croatia và Albania có cùng 1 điểm.